Vâng, hôm nay rảnh rỗi em Tuấn sẽ khui một số con đồng hồ cho các bác so sánh. À, trước khi khui đồng hồ thì em báo có một số bác nào đấy đang đặt cái con đồng hồ mã số 56 giá 4 triệu 6 này này. Con này đồng hồ cơ lộ nhá, xuyên kim, mặt hổ. Đây là mặt mặt con sư tử, có nhìn chưa? Đây là mặt con hổ này. Dominic này. Dominic hàng của từ châu Âu về đấy. Con Dominic mặt hổ này. Kim kim giờ, kim phút, kim giây đều màu đỏ, và điểm 8, 10 và 2 và 4 giờ là màu đỏ nữa. Đấy. Đỏ này đỏ nhẹ nhé, chứ không phải đỏ sặc sỡ. Này, kim này. Con này rất là đẹp luôn. Đây, lộ máy luôn. Con này có cả clip giới thiệu cho bác rồi đấy. Nhá, Dominic nha. Hình bác nhìn chưa? Logo hình hình của cái gì nhỉ? Hình khối kim cương nhé. Nó nhìn thấy logo của nó hình cái khối kim cương chưa? Hình con chữ V nên đỡ khối kim cương này. Đấy. Được chưa? Đỡ khối kim cương. Đây em cho các bác nhìn cho chi tiết này. Đấy, nhìn chưa? Chữ V đỡ khối kim cương. Kim cương này thì bây giờ em đọc chữ dưới là Dominic này. Em cũng bác cũng đọc luôn này cho nó dễ này. Còn này còn mới lắm. Dominic DS11180 à? 11118G. Cũng chả ai biết là ký hiệu cái gì. Đây ra xịn luôn. Số 56 bác cũng có nhiều bác hỏi đấy. Giá 4 triệu 6. Và sau đây em Tuấn sẽ khui một số dòng máy điện tử cho bác so sánh. Và cái giá trị tại sao mà lại hàng điện tử giá trị nhé. Bây giờ em chọn 3 con size. Ba con size. Đây. Ba con size bằng nhau nhé. Ba con này. Ba con size bằng nhau, điện tử tất đi. So điện tử đã nhé. Đấy, để em cậy con nắp này ra đã. Dùng máy nạy nạy ra. Đây. Đấy, con này nhé. Con Movado nhé. Hàng mới là 980.000. Hàng rẻ quá, nhìn con máy của nó này. Con máy của nó chối chưa? Về tí, được chưa? Nhưng mà hàng từ châu Âu về nhé. Hai con này em mở nhé. Em mở cho bác nhìn này. Bác đợi tí. Em mở vang nữa. Con này nó chặt lắm, nó linh, nó thiết kế đây rồi. Đây. Con này lên đến 10 AT. Thế bác bảo là nào? Này. Thế bác nhìn xem là một con đồng hồ điện tử nó khác gì đồng hồ cơ không? Nó kín máy luôn. Nó kín máy luôn các bác ạ. Nhé. Nó kín máy luôn, bác nhìn này, vàng ươm. Bác bảo thế này thì bao giờ nó hỏng đấy, những chiếc đồng hồ châu Âu đấy, hãng Thụy Sĩ nữa đấy, bác nhìn này. Thế này thì bao giờ nó hỏng mà máy nó tràn hết luôn, máy nó tràn hết luôn, bác nhìn này, vàng ươm mà bao nhiêu con tụ, thế này thì bao nhiêu hỏng, còn nhiều con máy nó còn khủng nữa cơ đấy. Cái giá trị nó nằm ở đây, nên tại sao nó tận 3 4 triệu, 4 5 triệu mà con này có mấy trăm nghìn. Đây các bác nhìn, bác so sánh đi hộ em Tuấn xem đấy, bác nhìn xem. Nào. Cái giá trị nó nằm ở đây bác ạ. Chứ còn nhiều bác cứ nhìn cái mặt kim của nó ấy. Nó chỉ lòe các bác thôi nhá. Đẹp ở đây nhưng lòe các bác thôi. Đấy em chỉ nói luôn. Em sẽ mở tiếp một con nữa nhé. Tiếp tục một con nữa em cậy ra. Tiếp tục một con nữa em cậy tiếp cho bác xem. Này. Bảo em mà nói sai. Những đồng những con rẻ tiền. Bác nhìn cái máy nó chán chưa. Nào. Nó đệm hết xung quanh là nhựa. Bác nhìn chưa. Nó đệm hết xung quanh là nhựa. Thế còn máy xịn của nó khác như thế này cơ mà. Có nhìn thế này cơ mà. Nào. Nó khác một trời một vực chưa. Thế con máy này cái lõi bằng 1/4 con này chưa. Chắc chỉ bằng 1/4 thôi đúng không. Mà làm sao linh kiện được như này. Đấy. Cái đấy là em Tuấn muốn nói rằng là riêng những dòng hàng bãi, hàng xịn, hàng đắt tiền, mặc dù nó là chạy pin thật, nhưng mà cái độ bền của nó phải nói luôn là nó phải nói là nó quá bền, nó vĩnh viễn luôn. Mà nên dùng những dòng này nó sẽ hay hơn. Nó hay ở đâu ạ? Những cái dòng này nó sẽ hay hơn là và các bạn để em khép cửa nhé. Nó hay hơn. Khép cửa nó hay hơn là sao? Cái thứ nhất là chất lượng đồng hồ nó chạy thì không phải nói rồi, không phải nói rồi. Cái thứ hai là về cái giá trị những chiếc đồng hồ các bác đeo lên tay ấy, nó khác hơn rất là nhiều. Đấy.
Đây là những dòng đồng hồ Swatch Military, Swatch Military ấy. Con này số 371 giá 4 triệu 8. Được chưa? Đấy, cái giá trị nó nằm ở đấy các bác ạ. Nhé. Mới nhìn chưa? Đây, kim đây. Con này chạy đây. Pin kim trôi đây. Nào. Những con này nó mới xứng đáng đồng các đồng tiền các bác bỏ ra các bác. Còn nếu không có tiền thì vẫn dùng những cái kia cũng được thôi, nhưng mà đấy là những dòng hàng thấp tiền, rẻ tiền. Con này đấy. Bác chú ý hộ em. Không nghe nhiều lúc nhà bác em thử tiếp một con nữa cho bác này. Thôi. Nó dùng van mở nhiều lắm bác ạ, dùng van mở nhiều ngại lắm. Thôi nhá. Dùng van mở nhiều nó sứt, nó không hay lắm. Đấy, thì em muốn nói như vậy. Còn ví dụ những con này thế này, bác nhìn này. Máy nó dây nó bạc như này này. 396 số 1 triệu chín. Đấy, cái tại sao cái giá trị nó ở đây bác này. Những cái hàng của mình làm sao mà dám dàm làm những cái dây bạc như thế này. Cái dây như thế này. Có nhìn những cái dây nhìn nó giá trị không? Quay thật gần các bác nhìn nó giá trị không? Đấy, những cái dây đồng hồ nhìn nó mỹ mãn luôn đúng không? Này. Đây, tiền nó giá trị nó nằm ở đây ạ. Nên chính vì vậy mà em báo các bác rồi đấy. Thấy chưa? Con này em muốn cậy cho bác lắm nhưng con này không cậy nổi. Con này nặng nữa, con này mà cậy ra thì nó còn phê nữa. Nhưng không cậy nổi, nó khít quá. Nó quá chặt, nó chưa được cậy bao giờ nên không dám cậy. Đây nó có gờ cậy này, nhưng không dám cậy, cậy còn mẻ luôn cả cái đầu nệ này của mình nên không dám cậy. Thôi, nó còn zin kệ nó. Khi nó hết pin cái thứ thì cũng thay, nhưng dòng này mấy khi nó hết pin. Đấy, 167 3 triệu 9. Con này đeo vào tay còn khủng nữa. Tay bác nào to để phong cách. Đấy, vừa rồi em Tuấn giới thiệu cho bác gọi là dỗi dỗi thì được nạy ra cho bác xem. Đấy là đồng hồ điện tử nhá, đồng hồ chạy pin. Còn cái đồng hồ chạy cơ nữa thì so sánh thì các bác còn phê nữa. Và trong có đếm chân kính, đúng không? Chân kính. À mà những thằng này nó cũng có chân kính đấy chứ, đùa đâu. Đây. Em đếm như thằng này, bác nhìn xem bao nhiêu chân kính. Quên mất không đếm chân kính. Ôi giời, những thằng này nó cũng có chân kính bác ơi. Để xem nào. Nhưng mà có nhiều con thì nó hở. Đây này, con này chân kính thì in sẽ nó báo bao nhiêu. Đây mình phải đọc được cái chữ nó nhỏ lắm, nhỏ tí đây này. Nó bao nhiêu GL ấy. Mờ lắm. Khó đọc đấy các bác nhìn, để em cho vào máy này ghi nét hơn để đọc dễ hơn. Với vào máy thì dễ đọc hơn. 16 à hay bao nhiêu đây, khó đọc lắm. Đấy, nhìn chưa, hàng chất lượng là thế đấy. Chào các bạn.